Sáng ngày 30 Tết, bông hoa mai vàng đã bắt đầu nở rộ. Không khí mua sắm tại các chợ ngày cuối năm lúc nào cũng đông vui hơn, hối hả hơn, tấp nập hơn, vì ai cũng đi mua sắm các đồ từ hoa Tết, từ các đồ trang trí cho đến trái cây, thức ăn để dự trữ trong 3 ngày Tết. Hôm nay cũng là phiên chợ cuối cùng của năm, vì sau đó thì các người buôn bán sẽ nghỉ xả hơi khoảng độ gần một tuần, hoặc là có nhiều người nghỉ cả 10 ngày để về quê ăn Tết. Đi chợ Tết ngày cuối năm cũng rất là thú vị. Người ta đi chợ Tết không chỉ mua sắm mà còn để gặp gỡ và tận hưởng cái không khí háo hức khi gần Tết đến. Chợ hôm nay bán rất là nhiều trái cây để trưng Tết như là sung, dừa, bông cầu xin, đu đủ, quýt, vú sữa, dưa hấu, bưởi, thanh long. Ngoài mua sắm thức ăn và trái cây thì người ta cũng không quên mua một bó hoa huệ, hoa cúc hay là vạn thọ để về trưng trên bàn thờ những ngày Tết. Xoài cát, hòa lọc loại ngon cũng được bày bán nhiều ngày hôm nay. Hầu như tất cả của ngon vật lạ đều được bày ra bán trong phiên chợ ngày cuối năm.
những hàng bán xôi vò, xôi gấc bán cũng rất là chạy ngày hôm nay. Người ta mua về để cúng. Một gian hàng bán cơm tấm bì chạ và bún chả giò, bên trong chợ cũng rất là đông khách. Các sạp bán đồ gia dụng, quần áo cũng chật ních người đi mua sắm. Bánh chưng, bánh tét, giò chả ngày hôm nay cũng bán rất là đắt hàng. Các cửa tiệm tạp hóa bán bia, nước ngọt, bánh trái, các quà biếu Tết cũng nhộn nhịp hơn ngày hôm nay. Ngày Tết là một phong tục tập quán gắn liền bao đời với người Việt Nam và có ý nghĩa cũng rất quan trọng. Cho nên, dù giàu, nghèo, sang hay là khốn khó thì ai cũng phải cố gắng đi mua sắm để lo cho gia đình một cái Tết thật tươm tất.